Michael Owen và Danny Welbeck ở vị trí hàng tiền đạo, Diego Forlan ở vị trí CM, Beckham và Schweinsteiger mùa Icon cộng 5 ở vị trí tiền vệ CM. Đấy. Casemiro ở vị trí tiền vệ phòng ngự, một tứ vệ có Luke Shaw mùa World Cup cộng 5, Ferdinand Icon cộng 5, Varane Beck World Cup cộng 5, Dalot mùa League cộng 8, Butland thủ môn cộng 8 luôn. Thì đây là team KL MU với giá đó khoảng 4.000 tỷ BP. Đây có kèm vài con này. Thì sơ đồ nào nhỉ? 4-2-1-2, trung lộ 2, test thử phát. Tinh anh 1 xuống hạng. Này đá cái này đi. Ui, sút thông nào. Tí em xin trận gỡ anh nhé. Em gỡ được cái đội hình này không? Đội hình này hơi căng nha. Ui, Forlan nè. Oh my god. Má Phúc làm ra đi kinh thật. Ui, bách không rất đi. Bị bắt bài mẹ. Ui. Không được lắm. Được thì vẫn được. Ý là kết nối các thứ thì nó ổn đấy, nhưng mà nó sẽ gặp vài một kiểu những cái tình trạng kiểu dùng 1-2 tháng nó sẽ có vấn đề ấy. Danny Welbeck. Yes. Ăn. Yes. Siêu. Ok. Yes. Anh check. Anh 2022 thử xem ổn được chưa ạ. Mẹ, phóc làn này đúng mẹ. Đồng tiền bắt gạo luôn. Bảo sao? Lúc mà nó xuất hiện cái bộ chỉ số mình bảo mẹ đây là một con ca mới của team MU này, chất lượng luôn đấy. Mẹ phát lan đâu nhỉ, làm quả ZD phát ZD của mẹ, sức mạnh của đồng tiền này. Sức mạnh của đồng tiền đấy, nói mà lót của Elbeck mẹ gôn trống nó còn sút vào tay thủ môn được ạ. À, thề. Vãi. Vãi cả phong làn sút. Mẹ.
hai rồi. Ra chân là chết. Yes. Why?